Rồi, lớp mình đã có một số bạn hoàn thành xong ha. Những bạn còn lại mình còn thời gian 2 phút nữa cho các em để mình hoàn thành cái games này nha. Rồi ok, giờ cô sẽ end game ha. À, để chúng ta kịp thời gian. Rồi, giờ tất cả mình cùng nhau xem ha. À, đây là số câu đúng. Ủa sao có 110% nữa ta? Rồi, ở đây thì top 5 sẽ là Đoan nè, Thủy nè, Thái, Kim Anh, Thanh Trúc nha. Mỗi bạn sẽ được cộng 5 điểm. À, tỷ lệ đúng của lớp mình hôm nay được xem bao nhiêu ta? Như là 88-87% á. À, lần này thì nó ít hơn lần trước, mọi người cố gắng lên nha. Giờ mình cùng nhau xem lại những cái câu hỏi nè. Đầu tiên thì chúng ta có từ appear. Thì từ này có nghĩa là có vẻ như, thì nó đồng nghĩa với nó là cái từ seem nha. Còn từ ensure là gì? Em là đảm bảo rồi. Disappear nó là trái nghĩa với appear. Có nghĩa là gì? Appear có vẻ như, dường như, hoặc là có nghĩa là xuất hiện. Còn disappear là nó trái ngược lại rồi, nó không đúng nha. Rồi nhu cầu thì chúng ta có hai từ. Ô, mới trả bài nhưng vẫn có bạn chọn want. Mới trả bài nãy là need và demand em ha, có nghĩa là nhu cầu. Tiếp tục emphasize có nghĩa là nhấn mạnh. Rồi đặc biệt khác thường thì chúng ta sẽ có từ exceptional. Exceptional là cái gì đó đặc biệt khác thường, ngoại lệ, đặc biệt khác thường. Tag, cái này quá quen, mình chơi Facebook nè, gắn thẻ bạn bè rồi đó, tag bạn vào đó là thẻ. Rồi authorize có nghĩa là cấp quyền cho phép ai làm gì đó ha. Rồi tiếp tục mình có từ error thì đồng nghĩa với từ error là defect và malfunction. Hai ba cái từ này nó đồng nghĩa với nhau nha, có nghĩa là lỗi này. Rồi tiếp tục, ở đây mình có cái cụm từ có nghĩa là bị hỏng, bị hư á, thì mình sẽ có là out of order. Ủa cái từ này nhiều bạn làm sai, thì mình không có out of maintain nha. Out of order có nghĩa là bị hư, bị hỏng. Rồi quên thì ghi lại cái cụm này nha các em. Cống hiến thì chúng ta sẽ có là dedicate to, chính xác. Rồi investigation, cái động từ investigate có nghĩa là điều tra, đúng không? Thì đây là danh từ, là sự nghiên cứu, sự điều tra. 100% chính xác câu này. Obtain đồng nghĩa với nó là gì? Acquire. Cô mới trả bài luôn vẫn có bạn sai này nha. Thấy chưa? Obtain và acquire đồng nghĩa với nhau là có nghĩa là có được, đạt được. Còn require thì là yêu cầu rồi, không đúng nha. Entail có nghĩa là đòi hỏi, chính xác. Rồi lý do biện minh thì chúng ta sẽ có danh từ là justification. Diversification có nghĩa là sự đa dạng hóa. Mình có cái danh từ là động từ là diversify đi, là đa dạng hóa, thì cái này danh từ của nó là sự đa dạng hóa.
Rồi, mình có từ various, nó đồng nghĩa với variety, có nghĩa là cái sự đa dạng. Tiếp theo, ở đây mình có thời kỳ khô hạn. Vậy khô hạn là dry, vậy danh từ thời kỳ là gì? Là period, ha, period có nghĩa là thời kỳ. Từ đúng cách trong tiếng Anh mình sẽ có từ properly, ha, properly là một cách đúng đắn, đúng cách. Probably là có vẻ, occasionally là một cách thường xuyên cũng được nha, highly thì bằng very rồi, có nghĩa là rất, chỉ có properly thôi. Tiếp theo, ở đây chúng ta có từ là effect, thì động từ của nó sẽ là affect, các chữ y, các chữ e nha. Rồi, câu số 19, ở đây chúng ta có từ process. Em nhớ không, hồi trước mình học process đồng nghĩa với nó là procedure, thì process có nghĩa là quy trình, nhưng ở đây nó không phải là danh từ mà nó là động từ, thì cái từ process này có nghĩa là xử lý nha. Ví dụ mình nói là ô, cái order của bạn nó đang được process, là có nghĩa là đang được xử lý, hoặc process là xử lý khi mà nó động từ nha, còn danh từ là quy trình, nhớ chưa. Và câu cuối cùng thì chúng ta có từ đồng nghĩa với từ task, đó chính là inspect. Inspect có nghĩa là kiểm tra, điều tra. Kiểm tra thì nó đồng nghĩa với cái từ task. Rồi. Còn cái từ defect này là gì? Là lỗi rồi. Nha, mình mới nói defect nó bằng với malfunction, bằng với error. Chỉ có cái từ inspect này đồng nghĩa với từ task nha, kiểm tra. Rồi, ok. Đó là những cái câu của chúng ta trong bài hôm nay nha. Một số bạn thì cô thấy điểm mình sai hơi nhiều nè, cho nên về nhà xem lại cho cô nha. Đó, một số bạn cô thấy là sai khá là nhiều. Những cái bạn nào trên 80% thì ok rồi, còn những cái bạn dưới thì về nhà xem lại cho cô ha. Rồi, đó là cái phần games của mình ôn lại bài. Giờ chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo của buổi hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ chữa những cái câu hỏi mà các em thắc mắc. Chờ con tí nha, để cô xem câu hỏi của mình. Rồi. Lớp mình dạo này các phần 5, phần 6 này cô thấy khá là ngắn, nhưng mà một số bạn nộp hơi tới deadline mới nộp nha, nộp hơi trễ. Cố gắng tranh thủ, mình chỉ cần dành ra tầm 25-20 phút thôi là mình đã làm xong rồi em. Cho nên cố gắng mình nộp cho đúng deadline nha. Một số bạn hôm nay thì nộp hơi trễ. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái câu hỏi mà các em thắc mắc. Mình có một số những câu hỏi sau đây. Cô xem bao nhiêu câu? 21 câu hỏi. Ok, tổng cộng chúng ta có 21 câu hỏi nha. Vậy thì cô sẽ phân công ha. Rồi mỗi bạn một câu nha. Vừa đủ 21 luôn. Đầu tiên là... Rồi cô sẽ làm câu số 4. Tuyền làm câu 5. Châu làm câu 6. Minh Anh câu số 8. Như Quỳnh câu số 9. Kim Anh câu 11. Đoan câu 17. Trúc câu 20. Bạn Thư câu 23. Thái 25. Thắng 26. Dũng 27. Thủy 29. Trinh 30. Vân 31. Nhân 34. Bạn Trang câu 38. Lưu Ly 39. Ánh 40. Tín 41. Và Pha 44. Rồi hôm nay vừa vặn số câu ha, mỗi bạn một câu. Vậy thì mình sẽ chuẩn bị trong vòng 1 phút 30 giây nha. Một câu rất là nhanh, 1 phút 30 giây tất cho tất cả các em.
Rồi, ok các em, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần sửa bài ha. Đầu tiên là câu số 4 trước nè. Câu số 4 thì câu này là câu thiên về về từ vựng đúng chưa? Cho nên mình phải dịch nghĩa announce có nghĩa là công bố, thông báo, think là nghĩ, predict là dự đoán và plan là lên kế hoạch. Thì mình nói là cái bộ phận kỹ thuật nè. Chấm chấm chấm. Mua ba cái server là cái máy chủ ha vào năm tới. Thì mình nói là cái bộ phận này người ta gì? Lên kế hoạch để người ta mua ba cái máy chủ vào năm tới, cho nên chỗ này mình sẽ chọn câu G, hoặc plan có nghĩa là lên kế hoạch. Rồi, vậy khi mà chúng ta, tại vì ở đây đang là next year, có nghĩa là nó diễn tả một cái gì đó trong tương lai, thì trong tương lai tức là chưa diễn ra, đúng không? Cho nên chúng ta thấy là câu G là nó phù hợp nhất. Còn nếu mà mình chọn câu A là công bố, hoặc công bố để mua, thì mình không nói như thế, tức là công bố khi nào mình đã mua rồi thì mình mới công bố. Cho nên ở đây câu A nó phù hợp, xin nghỉ. Tự nhiên nghĩ là mua ba cái gì đó cũng không được. Predict là dự đoán, càng không dự đoán khi mình dùng đến một cái gì đó mà cái việc mua này đâu có dự đoán đâu, mà mình mua hay không thôi, mình lên kế hoạch hay không thôi, chứ mình không có dùng những cái từ như thế này, thì cái nét nghĩa của nó không phù hợp với cái từ plan nha. Cho nên mình chọn câu G. Rồi Tuyền câu số 5. Dạ câu số 5 thì em thấy là ở phía phía trước chỗ trống là mạo từ ảnh, cho nên là phía sau là mình cần cụm danh từ, mà ở phía sau đã có danh từ là new efficiency expert rồi, cho nên phía trước danh từ mình cần một tính từ, thì ở đây bốn đáp án đều là tính từ hết. Vậy thì mình cần phải dựa theo nghĩa để mình chọn. Câu A thì nó có nghĩa approximate, có nghĩa là xấp xỉ, còn câu B angular có nghĩa là em nhớ lại xíu nha cô, angular có nghĩa là góc cạnh, còn exceptional thì lúc nãy mình có học là đặc biệt xuất chúng, còn eventual thì có nghĩa là cuối cùng. Vậy ở đây em sẽ chọn đáp án C để nó phù hợp với nghĩa của câu. Chính xác, đúng rồi ha. Câu này thì mình dịch dịch nghĩa ra thì ở đây mình nói expert là chuyên gia nè. Cái công ty này ha thuê một cái chuyên gia mà xuất chúng, tức là tài giỏi và tháng vừa rồi, cho nên chỗ này mình chọn câu A ha, chứ mình không nói chuyên gia xấp xỉ, chuyên gia góc cạnh, là chuyên gia eventual có nghĩa là cuối cùng, cho nên không được. Rồi tiếp theo mời Châu câu số 6. Cô nghe không có? Rồi Alo. nghe rồi Châu. Responsibility là danh từ chỉ vật nên là DT Ok. Rồi, ở đây các em nhìn nha, chúng ta có phải S nè. Vậy sao phải S? Mình cần gì? Một danh từ. Vậy mình đã có danh từ rồi là responsibility, có nghĩa là trách nhiệm. Vậy cái trách nhiệm gì đó của ông này nè, thì nó bao gồm cái việc kiểm toán ha, và financial review là cái việc xem xét tài chính cho những cái khách hàng. Thì ở đây mình sẽ cần một cái tính từ, tại vì trước danh từ là bổ nghĩa cho nó, thì cần một tính từ. Khi em nhìn vào đây, nhìn mình có những cái tính từ gì ha, B, C, D đều là tính từ, nhưng ở đây chúng ta cần một cái tính từ mà nó thuộc về nghĩa. Vậy ở đây nếu mà mình chọn câu D nha, accountable, thì cái từ accountable có nghĩa là có trách nhiệm. Mình không có nói là cái trách nhiệm, có trách nhiệm của cái ông này đó chính là bao gồm cái việc này được, mà mình nói là cái trách nhiệm thuộc về cái khâu mà accounting là kế toán của ông ta, thì nó bao gồm cái việc kiểm toán và xem xét lại những cái báo cáo tài chính cho những cái khách hàng. Cho nên chỗ này mình cần một cái tính từ là accounting, và cái tính từ accounting đó có nghĩa là thuộc về kế toán ha. Vậy những cái trách nhiệm mà thuộc về cái việc tính toán kế toán của ông này thì bao gồm cái việc kiểm toán và xem xét lại bộ phận lớn những cái khách hàng, thì đây là cái tính từ của mình nha, accounting. Còn accountable có nghĩa là có trách nhiệm, thì khi mình ghép vào đây nó không phù hợp nha. Rồi đó là câu số 6. Tiếp theo mời bạn Minh Anh câu số 8. Dạ thưa cô, là câu số 8 là đó, em thấy có từ offer thì cộng với two verb em chọn đáp án B. Đúng rồi, chính xác ha, offer cộng với two verb. Ở đây mình nói là cái team quản lý tại cái công ty này ha, cung cấp những cái incentive kiểu là cái tiền thưởng ha, để mà khuyến khích cái năng suất của nhân viên, cho nên chỗ này mình chọn câu B ha, cung cấp cái gì đó để khuyến khích, cho nên ở đây để gì đó thì two verb không. Rồi câu số 9 mời Quỳnh. Yêu cô, con số 9 đáp án là A. Vì Yêu sao? cô là để con số 9 dịch là để đáp lại cái nhu cầu của khách hàng, thì cái công ty, cái thương hiệu này sẽ phát hành một cái dòng sản phẩm, dòng sản phẩm về xà bông hữu cơ.
Chính xác, đúng rồi. Ở đây thì câu này mình cần dịch nghĩa nha. Để mà phản hồi lại, đáp ứng lại cái gì đó của khách hàng, thì cái công ty này đã release, là tung ra một chuỗi những cái xà bông mà organic, là hữu cơ. Thì demand mình học rồi, nó bằng với từ need, có nghĩa là nhu cầu. Permit là cho phép hoặc là giấy phép cũng được. Arrival có nghĩa là cái sự đến, thì càng không. Account là tài khoản, thì tự nhiên những cái từ BCD thì đâu có phù hợp đâu. Tức là đây để phản hồi lại cái nhu cầu của khách hàng. Tức là gì? Khách hàng đang có nhu cầu sử dụng cái xà phòng hữu cơ này rất là nhiều, cho nên chỗ này sẽ tung ra cái chuỗi xà phòng hữu cơ mới. À, nhu cầu khách hàng thì có, cung thì có cầu, kiểu vậy. Cho nên ở đây mình chọn câu A ha. Rồi, tiếp theo, câu số 11, mời Kim Anh. Dạ thưa cô, câu số 11 em chọn câu C ạ. Em dịch ra là cái chương trình radio này thì sẽ phát sóng một cái chương trình mới để mà dành cho những cái tin tức về kinh doanh và kinh tế. Đúng rồi, chính xác ha. Jellycat có nghĩa là dành cho cái gì đó. Thì mình nói là cái radio này nó sẽ broadcast, là phát sóng một cái show. Mà cái show này sẽ dành cho những cái tin tức kinh doanh cũng như là những cái phân tích về kinh tế. Thì cái show này nó chuyên về là kinh doanh và kinh tế, cho nên chỗ này mình chọn câu C nha. Cái show này nó sẽ dành cho cái gì đó, thì dedicated to nó đi tới một cái cụm từ như thế này rồi, chứ mình không nói là cho phép hoặc là chuẩn bị hay là giới thiệu ha. Rồi tiếp theo 11, tiếp đến mời Đoan câu 17. Câu 17 em chọn D, tại vì array là một danh từ chứ nó cần tính từ, mọi nghĩ cho nên chọn câu D. Đúng rồi, chính xác. Câu này mình đâu cần dịch nghĩa đâu. Mình có sau là danh từ, thì mình có một cái cụm danh từ là array of industries, hàng loạt những cái ngành công nghiệp. Đây là danh từ, cụm danh từ, hai danh từ nối với nhau bởi giới từ of. Thì trước danh từ mình cần gì ta? Cần tính từ. Mình nhìn vào đây, bạn nào không biết tính từ thì kiếm ly là trạng từ cho cô. Mà trạng từ bỏ ly thì được câu gì? Câu G. Họ đây là tính từ nè. Tiếp theo mời trước câu số 20. Dạ thưa cô, câu 20 là chọn C. Bởi vì trong câu thì sau từ Becker thì em đã nhìn ra là nó có chủ ngữ, động từ và tân ngữ luôn rồi. Nên sau cái chữ chỗ đó thì chỉ thích hợp cho trạng từ thôi cô. Đúng rồi, chính xác. Hai câu này, câu này không cần dịch nghĩa luôn. Thì đây sau because thì bạn nhớ là mình có một cái mệnh đề. Thì đây có mệnh đề là customer là chủ từ, ordering là động từ, furniture là tân ngữ. Và có chủ từ, có động từ, có tân ngữ rồi. Một cái thành phần đứng sau động từ mà bổ nghĩa cho động từ thành là gì? Là trạng từ. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chọn câu C ha. Rồi, tiếp theo mời bạn Ngọc Thư câu số 23. Thưa cô, câu này em chọn câu D. Massive có nghĩa là to lớn. Câu A default là mặc định. Câu B là biết ơn. Câu C có nghĩa là tài năng. Em dịch nghĩa ra cái cửa hàng nó có một sự trưng bày lớn để thúc đẩy những cái cuốn sách mới. Đúng rồi, chính xác ha. Ở đây bạn dịch ra được hết rồi nè. Ở đây display động từ là trưng bày và danh từ là cái khu vực trưng bày. Vậy nó cửa hàng này nè, nó có một cái khu vực trưng bày như thế nào đó để mà nó quảng bá cho cái quyển sách mới nhất này. Thì ở đây mình có những cái từ bạn dịch ra hết rồi, thì mình chỉ thấy là câu tri nó phù hợp nhất. Massive có nghĩa là to lớn. Vậy cửa hàng này nó có một cái khu vực trưng bày rất là rộng lớn, to lớn để mà nó quảng bá cho cái quyển sách mới này. Nha, chọn câu đi. Rồi, tiếp theo mời Thái câu số 25. Dạ thưa cô, là câu 25 chọn enough là đủ cho, dịch ra nó là đủ lớn để phục vụ cho món chính ạ. Em thấy phun đi cũng đúng nhưng mà chưa thấy cái cấu trúc mà phun đi tu bi lắp rồi okay. Rồi bây giờ nha Thái, cho cô hỏi anh tí nè. Câu bi, câu si, câu đi thì ba loại từ của nó đều là loại từ gì đây em? Trả từ. Đúng rồi, lash này là loại từ gì đây Thái? Lát là lớn là tính từ. Đúng rồi, vậy có bao giờ mà trạng từ nó đứng sau tính từ không? Không. Đúng rồi, cho nên ở đây mình cũng có thể loại trừ được, đúng không? Trạng từ là nó phải đứng trước tính từ, chứ nó không bao giờ đứng sau hết trơn. Thì cái từ enough này nó vừa có thể là trạng từ, vừa có thể là tính từ, còn những cái từ còn lại thì toàn là trạng từ thôi, cho nên mình chọn không được. Thì trong trường hợp này câu A enough ha, nó đóng vai trò là có nghĩa là đủ. Thì ở đây mình nói là vừa ngon vừa bổ khỏe. Thì cái món tomato salad này tại cái nhà hàng này thì nó đủ lớn ha để phục vụ như là một món ăn chính. Cho nên chỗ này mình chọn câu A.
Đấy, em có thể loại trừ theo kiểu như cô nói thì cũng được luôn. Ok, tiếp tục mời Thắng câu 26. Dạ thưa cô, câu 26 em chọn đáp án A. Ừ, vì sao đây em? Là vì phía trước chỗ trống là từ much, phía sau là danh từ không đếm được ạ. Đúng rồi, giỏi, chính xác ha. Cái từ much này sau nó sẽ cộng cho danh từ không đếm được. Mà đã không đếm được thì nó đâu bao giờ có s ở ngoài sau. Đúng không? Ví dụ như một số những danh từ không đếm được, ví dụ nước nè, em có bao giờ em thấy là water mà người ta thêm s không? Không. Tiền cũng vậy, money đâu bao giờ thêm s. Thì cho nên ở đây thì chúng ta thấy là câu C với câu D là không phải là danh từ rồi, do ed với do in có phải là danh từ đâu. Loại A với B thì này không đếm được cho nên nó đâu bao giờ có s, cho nên mình chọn câu A này. Rồi, tiếp theo mời Dũng câu 27. Dạ cô, tiết kiệm 25% trên cái máy trên cái máy in, em chọn câu B. Trên cái máy in bất cứ khi nào bạn mua một cái laptop ở cái cửa hàng điện tử Diego. Ừ, còn những cái còn lại mình dịch là sao em? Dạ cô, cái câu ai không biết dịch, nhưng mà cái câu suggest thì là như suggest thì là như là, còn xiên đáp thì là cho thấy rằng. Rồi, ở đây thì cái từ whereas á, câu A á, mình dùng khi mà mình chỉ hai vế mà nó đối lập nhau ha, có nghĩa là giống như là ngược lại là hoặc là trong khi ha, nó chỉ hai vế nó đối lập nhau đó. Ví dụ là trong khi tôi đang học bài như thế, trong khi anh ta đang chơi đùa kiểu như thế, hai cái vế đối lập nhau thì mình dùng whereas ha. Whenever là bất cứ khi nào, such as khi mình dùng để mình liệt kê ha, such as đó mình dùng để mình liệt kê, ví dụ như là có rất là nhiều những môn thể thao nổi tiếng trên thế giới, such as volleyball, football, các kiểu như thế, liệt kê ra. Còn seeing that thì nó sẽ bằng cái từ now, seeing that nó bằng cái từ because em ha. Đó, mình có thể dịch nó như là cái từ because, bởi vì kiểu vậy ha. Rồi thì ở đây mình nói là tiết kiệm 25% cho những cái máy in. Thì ở đây whenever là bất cứ khi nào bạn mua một cái laptop tại cái cửa hàng này. Tức là giống như là người ta cho mình khuyến mãi, khi nào, bất cứ khi nào mình mua cái laptop thì bây giờ mình mua máy in thì mình sẽ được giảm 25%. Cho nên chỗ này mình chọn câu B ha. Rồi, tiếp theo mời Thủy câu 29. Dạ thưa cô, câu 29 em dịch là bộ phận quản lý chất lượng cần thuê thêm nhân viên. Còn cái vế sau đó là sản phẩm đã tăng 50%, thì em nghĩ chỗ đó là bởi vì, mà câu B với câu C đều là bởi vì, nhưng mà câu C á thì phải chọn đằng sau phải là now hoặc là now phrase, cho nên em chọn câu B. Chính xác, đúng rồi. Cái từ because of là một giới từ, cho nên sau đó là mình cần một danh từ hoạt động từ thêm in. Mà ở đây bạn thấy là ngoài sau nó là một mệnh đề, production là cái việc sản xuất là chủ từ nè, has increased là động từ, thì đây là một mệnh đề rồi, cho nên mình chọn because of không có được ha. Mình nói là gì, cái bộ phận kiểm kê chất lượng thì cần phải thuê, đảm bảo chất lượng cần phải thuê thêm những cái nhân viên chấm em chấm. Cái việc sản xuất này nó đã tăng lên 50%, tức là tại vì mình sản xuất nhiều cho nên bây giờ thiếu người á, vì thế mình phải thuê thêm nhân viên kiểu như thế. Thì ở đây mình chọn câu B, là bộ phận này cần thuê thêm người bởi vì cái việc sản xuất này nó đã tăng lên 50%. Rồi, cái từ since này nó đồng nghĩa với từ because nha các em. Mà nghĩa là bởi vì. Even though là mặc dù cũng được. Therefore là do đó, càng không. Ok, tiếp theo mời Trinh câu 30. Dạ, yeah, câu 30 em chọn câu B ạ. Được xử lý ạ. Do order là cái đơn hàng của bạn là nó được xử lý, chứ không phải là nó chủ động xử lý. Em chọn là bị động ạ. Chính xác, đúng rồi. Ở đây là cấu trúc bị động. Và bị động cấu trúc là to be cộng với by đi, thì mình có câu be nè, to be với by đi. Sau cái not cho nên be nó không có chia, nó giữ nguyên luôn. Chính xác. Rồi, process đây có nghĩa là được xử lý nha, nãy mình mới trả bài. Ok, vậy mình xong cái phần 5. Giờ tiếp tục phần số 6. Mời Vân câu số 31. Dạ, cô là 31B. Là do cái first up appear là cái xuất hiện, em chọn câu B. Nó cái từ appear này nè, ngoài nghĩa xuất hiện ra nó còn nghĩa là gì nữa không em? Nó bằng từ seem là gì đây? Vâng. Em không biết nữa cô, em dịch là lần đầu tiên xuất hiện.
Rồi, ok ha. Cái từ appear này nè, em nó mang hai nghĩa nha. Nghĩa đầu tiên là xuất hiện, và nghĩa thứ hai nó bằng với cái từ seem mà cô vừa trả bài ấy, thì có nghĩa là có vẻ như hoặc là dường như. Đó. Vậy nếu mà nó mang nghĩa là xuất hiện á thì nó cần cộng cho cái trạng từ. Còn nếu mà nó mang nghĩa vẻ là dường như á thì nó bằng với cái từ seem, thì sau những cái từ seem nè, or appear các kiểu thì chúng ta sẽ cần cộng cho một danh từ. Cần cộng cho một tính từ. Đó, ví dụ cô nói là gì? Trong em có vẻ vui quá ha. Thì cô nói là you seem happy, hoặc you look happy. Kiểu như thế thì mình sẽ cộng cho những cái tính từ. Thì đây mình nói là cái việc relocation là tọa lạc lại, là cái việc di dời. Cái việc di dời thương mại, tức là mình chuyển văn phòng, mình chuyển công ty cái kiểu á, thì đầu tiên có vẻ như là rất là phức tạp. Thì cho nên chúng ta cần cộng tính từ là complicated. Những cái việc di dời ở những cái địa điểm thương mại thì đầu tiên thì có vẻ rất là phức tạp, cho nên chỗ này mình chọn câu B nha, complicated. Rồi tiếp theo câu 34 mời Nhân. Câu 34 là em chọn câu A, tại vì em dịch cái câu ở phía trước là chúng tôi đảm bảo là những cái đồ lớn như là cái bàn, cái tủ hồ sơ, cái ghế thì sẵn sàng đi đời. Chúng tôi cung cấp cho bạn cái thẻ đặc biệt OE, nó dịch ra là cái hướng dẫn di dời của chúng tôi sẽ giải thích là thế nào để gắn chúng đúng cách. Đúng rồi, gắn chúng là đố em gắn cái gì nha. Gắn nè, nó nói là chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cái thẻ đặc biệt và chúng tôi sẽ hướng dẫn công ty này, đây là tên công ty của người ta, sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để gắn chúng đúng đúng cách. Để gắn là gắn cái gì đó em? Là gắn cái những cái đồ lớn, cái bàn, cái tủ là người ta tháo ra, người ta sẽ ráp lại. Không, mình hay tát lại, mình gọi là gắn thẻ đó em. Thì cái này cũng vậy, hay tức là mình gắn những cái thẻ đó, tức là mình dán những thẻ đó. Giờ nha, cô dịch cho mình hiểu cái bài này. Cái bài này nó đang nói về một cái công ty mà có cái dịch vụ là di dời văn phòng. Đó, tại vì cái việc di dời văn phòng nó không phải là dễ đâu. Đủ đa thứ đồ đạc hết trơn, cho nên nó sẽ xuất hiện những cái ngành dịch vụ, những cái công ty làm những việc đó. Thì đây người ta nói cái việc di dời thương mại thì đầu tiên dường như là rất là complicated, phức tạp. Nhưng cái công ty Master Mover này sẽ làm việc với bạn ha, để đảm bảo rằng cái process, đây là danh từ mình dịch là gì? Là cái quy trình. Để đảm bảo rằng cái quy trình này sẽ đơn giản nhất có thể. Bất cứ là bạn đang di dời một cái văn phòng, một cái factory, nhà máy, phòng thí nghiệm từ chỗ này sang chỗ kia, thì chúng tôi cũng có đủ người nè, công nghệ và những cái nguồn lực để mà xử lý được cái việc di dời của bạn với cái hiệu quả cao. Rồi tiếp tục, chúng tôi sẽ có những cái sự quan tâm đặc biệt khi mà gói những cái món đồ mà small, nhỏ, delicate là dễ vỡ. Tức là khi mà di dời văn phòng thì người ta nói là những cái đồ gì nhỏ, dễ vỡ thì người ta sẽ quan tâm, người ta chú ý hơn. Đó, tiếp tục, at the same time là cùng lúc đó ha, thì chúng tôi cũng đảm bảo rằng là những cái món đồ lớn, ví dụ như là bàn, là những cái tủ tài liệu nè, hoặc ghế, cũng sẵn sàng cho cái việc di chuyển bằng việc cung cấp cho bạn một cái thẻ đặc biệt. Tức là những cái đồ nhỏ thì người ta sẽ gói kỹ cẩn thận cho mình để tránh cái trường hợp là nó vỡ hoặc là nó mất gì đó. Và bên cạnh đó, những cái món đồ lớn, ví dụ như bàn nè, tủ nè, ghế, thì người ta sẽ cung cấp cho mình một cái thẻ. Thì ở đây nè, em thấy là câu 134 á, để điền được thì mình cần biết cái câu trước đó là cái gì. Và cái vế trước đó thì nó đang đề cập đến cái việc là gì? Người ta sẽ cho mình một cái thẻ để mình gắn vào những cái bàn, cái ghế, đúng không? Đối với những cái bàn, ghế lớn nè, thì người ta cung cấp cho mình một cái thẻ. Vậy đây cung cấp thẻ để làm chi? Tới đây mình vẫn chưa hiểu, cho nên nó còn thiếu một cái ý gì đó, đúng không? Thì mình đọc nè, câu A. Our moving guide, những cái người hướng dẫn bên cái bộ phận di chuyển của chúng tôi á, sẽ explain, giải thích how to properly affix them, làm thế nào để gắn những cái thẻ đó đúng. Tức là những cái thẻ, ví dụ như là cô cũng chưa hiểu những cái thẻ đó là nó ghi cái gì nữa, nhưng mà mình hiểu là đối với những cái nhỏ thì nó sẽ gói cho mình, còn những cái tủ bàn ghế lớn thì nó cho mình cái thẻ để chi mình dán lên đó, ví dụ số thứ tự hoặc cái gì đó để mình dán lên. Cho nên ở đây nè, thì gắn đưa cái thẻ rồi đâu có biết làm gì đâu, cho nên nó hướng dẫn thì cái bộ phận của nó sẽ giải thích là những cái thẻ đó phải gắn như thế nào. Thì mình thấy nó phù hợp với cái này. Chứ đưa tới đây mình cũng không biết là cung cấp cái thẻ rồi mình làm gì với cái thẻ nữa, đúng không? Cho nên 34 nó còn thiếu một cái ý gì đó, thì câu A là nó phù hợp. Đó, câu B đi, cô dịch thử cho mình nghe câu B nha. Nhân viên chúng tôi sẽ nói cho bạn biết khi nào cái việc di dời sẽ xảy ra. Thì thực ra cái việc di dời này nó phụ thuộc vào ai?
phụ thuộc cái người trong công ty, cái người chủ mà muốn di dời, chứ không phải là phụ thuộc vào cái công ty di dời đâu em. À, tức là chủ này người ta muốn di dời khi nào thì cái đó là ý của người ta, chứ bây giờ đâu có phải là phụ thuộc vào cái công ty di dời đâu. À, đó, cho nên câu B nó không không được. À, rồi câu C, we travel on back road to get them move quickly. Chúng ta sẽ đi trên những cái con đường tắt ha để mà di dời nhanh. Này cũng không phù hợp luôn. Và câu D là chúng tôi có rất là nhiều những cái xe tải trong cái đội của chúng tôi. Cũng không liên quan đến cái vé trước, tại vì vé trước nó đang nói về cái thẻ để mình gắn cho những cái món đồ lớn, cho nên câu A nó phù hợp nhất nha. Rồi tiếp tục mời Trang câu 38. Dạ thưa cô, là câu 138 là chọn B, là dựa vào câu trước nó là nếu yêu cầu thay thế một thiết bị không đúng yêu cầu thì hãy thông báo vấn đề này cho ông Rowan, người đứng đầu bộ phận bảo trì, trước khi gửi yêu cầu. Là câu B là thích hợp nhất, là anh ấy sẽ xác định xem hành động đó có được bảo hành hay không. Ok, rồi. Giờ ha, để làm được cái câu này thì em phải hiểu. Thường thì cô sẽ chỉ mình dịch câu trước và câu sau của cái ô trống, đúng không? Ví dụ ô trống 138 thì mình dịch câu trước và câu sau. Nhưng mà lỡ mình dịch hai cái đó mà mình vẫn chưa hiểu thì mình đọc sơ cái bài đi. Tại vì cái bài mình cần nắm được cái nội dung của nó. Bài này nó cũng không có dài, nó đang nói về một cái instruction, một cái hướng dẫn. Thì đây là một cái hướng dẫn để mình mua hoặc là mình đặt hàng. Thì người ta nói là đây, cái tên riêng thì không cần dịch nha. Cái trung tâm này, authorize là cho phép nhân viên để mà mua những cái sản phẩm hoặc là dịch vụ ha, mà liên quan đến công việc. Tiếp tục, để mà mua một cái món đồ hoặc một cái dịch vụ cụ thể nào đó thì bạn cần điền vào cái form này. Đó, sử dụng cái form để mà cung cấp những cái mô tả về món hàng bạn cần. Ví dụ như là em trong công ty đi. Đó, thì bây giờ em cảm thấy là ở trong phòng mình nóng quá mà sao không có cái điều hòa. Thì đó, thì người nếu mà cái này liên quan đến công việc là máy điều hòa đi sẽ làm năng suất công việc hoạt động nó tốt hơn kiểu đó. Thì bây giờ em muốn mua thì bây giờ em sẽ điền vào một cái form. Đó, cái form yêu cầu mua. Thì trong cái form này em phải cung cấp những cái mô tả về món đồ em cần. Ví dụ em cần điều hòa công suất là bao nhiêu, hãng gì, nó như thế nào đó ha. Và bên cạnh đó cũng giải thích vắn tắt tại sao mà cái việc mua này cần thiết. Giải thích là tại vì trời nóng quá mình cần mua các kiểu ha. Rồi tiếp tục, know that. Hãy lưu ý rằng cái justification ở đây á, nếu mà trong thường cái từ này dùng trong tòa án rất là nhiều, có nghĩa là cái lời biện minh á. À, khi mà người ta biện minh cho cái hành động của người ta để người ta nói chung là trong tòa án thì cái justification là lời biện minh, nhưng ở đây mình dịch thoáng là cái lời giải thích nha. Vậy tại vì ở đây người ta nói là hãy giải thích nè, tại sao cái việc mua này nó cần thiết, và lưu ý rằng cái lời giải thích của bạn thì sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định sau này, cái quyết định tiếp theo. Vậy quyết định tiếp theo này nó ảnh hưởng như thế nào? Nếu mà cái yêu cầu này nó bao gồm cái việc thay thế một cái thiết bị gì đó mà nó bị out of order, là nó bị hư, thì bạn hãy mang cái vấn đề này đến với ông Rowan. Ông này là trưởng của bộ phận maintenance, là bảo trì, trước khi bạn nộp cái yêu cầu. Và ý của người ta nói là gì? Tại vì có hai cái nguyên do mà em cần mua đồ mới. Một là cái đồ đó chưa có trong công ty. Hai là cái đồ đó bị hư. Cho nên khi mà mình viết cái mô tả này nè, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định sau này. Nếu mà cái yêu cầu của em nó yêu cầu cái việc thay thế cái thiết bị, ví dụ như là cái máy lạnh ở phòng em nó bị cũ rồi, nó không có mát đi. Đó, em yêu cầu người ta thay thế cái máy lạnh mới, tại vì máy lạnh nó bị hư rồi. Thì trước khi mà em nộp cái đơn đó thì em phải báo cho ông Rowan trước, tại vì ông này là bộ phận maintenance, là bảo trì. Ha, thì ông này sẽ quyết định xem là cái đồ của em á, nó có còn warranted, nó có còn được bảo hành hay không. Ví dụ cái máy lạnh của em mà em thấy là nó bị hư đi, thì thay vì trước khi mình đặt mua cái mới thì mình phải nói với ông Rowan trước để ông xem là máy lạnh này nó còn bảo hành hay không. Có bảo hành thì đỡ tốn tiền mua của công ty. Đó, cho nên là mình thấy câu B nó phù hợp nhất nha. Đó, phải nộp cái vấn đề này đến với ông Rowan trước. Ông này là trưởng bộ phận bảo trì, thì ông này sẽ xác định xem là cái này nè nó còn có được bảo hành hay không. Rồi, đó là câu 138. Tiếp theo 139. Bạn Ly. Dạ là cô, câu 139 là em chọn câu C, bởi vì là nó có cái cụm từ là over the past, là nghĩa là trong thời gian qua, nên chọn cái đó luôn. Đúng rồi, chính xác. Over the past. Thì ở đây mình thấy là hiện tại hoàn thành nè. Nhớ không, học cái bài hiện tại hoàn thành có một cái dấu hiệu đi kèm với thời gian, đó là over cộng cho thời gian. Thì đây là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Đó, cho nên ở đây thì mình sẽ chọn là câu
C ha. Trong suốt vài tuần qua thì bạn đã trải nghiệm cái việc là phải chờ đợi rất là nhiều những cái thang máy tầng C, nó phục vụ từ 25 đến 36. Rồi, tiếp theo có 40 mời anh. Dạ thưa cô, có 40 em chọn câu B. Dịch nghĩa thì chúng tôi đã liên hệ với nhà thầu Huawei, nhà thầu này là bảo trì thang máy của chúng tôi, người sẽ tiến hành sửa chữa thang máy. Đúng rồi. Chọn câu B đó. Tương lai ha, tại vì ở đây giống như là người ta đang thông báo với vậy, với cư dân của người ta về cái việc sửa chữa nè, đúng không? Đà, với những cái cư dân trong cái tòa Princess Center của cái trung tâm này thì người ta nói là vài tuần qua thì chắc là các bạn đã trải nghiệm những, cái việc chờ đợi thang máy tầng C rồi, đúng không? Thang máy này thì nó phục vụ từ tầng 25 đến 36 nè. Để giải quyết điều đó thì chúng tôi đã liên hệ với Wittham nè, là nhà thầu mà bảo trì những cái thang máy. Cái nhà thầu này sẽ tiến hành cái việc sửa chữa thang máy của chúng ta, cho nên chỗ này mình chọn câu B. Rồi. Ok, tiếp theo mời Tín câu 41. Câu 41 em chọn câu gì để Tín? Em thấy câu A hợp lý. Rồi, vậy tại sao mình chọn là, tại vì ở đây là một sai em chọn là giờ mà không phải ngày, tuần hay tháng. Đó là vì vậy. Và giờ tối là thời gian chờ đợi sẽ kéo dài. Ok, giờ nha. Câu 141 là vậy nè. Ở đây mình có những cái từ dịch vựng: hour là giờ, days là ngày, weeks là tuần và months là tháng. Vậy để biết là giờ, ngày, tuần hay tháng thì mình phải đọc thôi. Chứ giờ mình cũng chưa biết là nó sửa trong bao lâu mà. Để đây mình đọc tiếp nè. This is to alert. Đây là để nhắc nhở tất cả những cái cư dân là bắt đầu từ ngày mai. Và through the end of the week. Bắt đầu từ ngày mai và đến cuối tuần luôn. Thì chúng ta sẽ có thể gặp những cái kỹ thuật viên mà sửa chữa with hand này nè trong cái sảnh. Vậy suy ra là sửa chữa từ gì? Ngày mai bắt đầu sửa chữa và sửa chữa đến cuối tuần. Đúng không em? Rồi tiếp tục là người ta dự định người ta sẽ làm hay sửa chữa từng cái một để mà người ta giữ những cái kia vẫn còn hoạt động. Tiếp tục. Vì thế trong một vài gì đó tới thì bạn sẽ có thể tiếp tục là chờ đợi khá là lâu. Vậy thì trong một vài gì? Mình sẽ chọn là một vài ngày tới. Tại vì sao? Tại vì ở trên đây người ta nói là gì em? Người ta sẽ bắt đầu sửa chữa từ ngày mai và đến cuối tuần. Thì từ ngày mai đến cuối tuần là chỉ một vài ngày thôi à. Đúng không? Thì người ta nói là trong một vài ngày đó thì người ta sẽ sửa chữa từng cái thang máy luôn. Để ví dụ như sửa chữa 5 cái thang máy đi. Thì khi mà mình sửa chữa cái này thì còn 4 cái kia nó hoạt động bình thường. Đó, cho nên ở đây người ta nói là trong một vài ngày nữa thì bạn sẽ tiếp tục là phải chờ đợi hơi lâu đó. Tại vì sửa chữa trong một vài ngày mà. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn là days nha. Từ chỗ này mình biết ngày mai cho đến cuối tuần thì một vài ngày, chứ một vài giờ sửa không kịp đâu nha. Ok, tiếp tục mời Pha câu 44 dưới này. Dạ thưa cô, câu 44 là chọn câu D. Nó có nghĩa là mùa vụ, vì trong cái đoạn văn này nói về cái phòng thí nghiệm này, nó đã phát triển thành công một cái mẫu lúa mì mới mà có thể chịu nhiệt. Và xuống cái đoạn thứ hai thì nó sẽ được đưa vào cái danh sách phát triển cái tính mùa vụ. Tại vì em thấy nó có cái từ chịu đựng được suốt trong suốt thời gian khô hạn kéo dài này, thì em nghĩ nó là nói về mùa vụ. Con chọn cô B. Đúng rồi, chính xác ha. Fuel là nhiên liệu, mà material là vật liệu, vehicle là phương tiện và crop là mùa vụ. Tự nhiên cô bị nói mùa vụ ha, mùa vụ, crop là kiểu cây trồng mùa vụ á. Rồi thì ở đây nha, chúng ta đọc nè. Ở đây người ta nói cái phòng thí nghiệm này nó vừa thông báo hôm nay là cái sự phát triển của một cái giống lúa mì organic mới mà có thể tolerate là chịu đựng được heat là nhiệt độ. Hot là tính từ và heat là danh từ. Đó. A dozen of plants, rất là nhiều những cái giống cây đã được thụ phấn chéo trong nhiều năm để mà có thể tạo ra giống này. Tức là người ta thụ phấn, người ta ghép nhiều giống cây lại với nhau lắm để tạo ra được cái giống này nè. 712 thì cái giống này có thể chịu được nhiệt rất là tốt. Thì đó thì nằm trong cái danh sách của những cái vụ mùa ha mà có thể chịu được nhiệt độ cao. Vụ mùa ở đây có nghĩa là cây nè, nó nằm trong số những cái danh sách những cái cây trồng mà có thể chịu được nhiệt độ cao trong suốt những cái tháng dài khô hạn.
đó, những cái vùng, những cái nông dân mà vùng gần với equator là cái đó, cái xích đạo, những cái nông dân mà sống gần cái khu vực xích đạo thì người ta chú trọng đặc biệt vào cái năng, cái việc sản xuất gạo, bởi vì gạo thì nó có thể là trồng tốt ở những cái nhiệt độ nóng, nhưng mà ở Sahara thì nó quá là nóng trong suốt năm đó, cho nên là người ta tạo ra cái giống cây này có thể chịu được nhiệt, là trồng ở sa mạc cũng được luôn đó. Vì thế chỗ này mình chọn crop là như thế nha. Rồi, đó là cái câu cuối cùng mà các em đã thắc mắc trong cái phần này. Giờ nha, chúng ta cùng nhau nhìn lại những cái câu mà nãy giờ các bạn đã giải thích đó, thì mình xem cho cô là mình còn cái gì thắc mắc nữa không. Rồi mình xem cho cô nha, có thắc mắc gì nữa không thì mình nói. Một phút nha các em. Rồi, nếu không có thắc mắc gì thì cô cho mình làm thêm câu 31. Ok, để cô đọc lại nha. Đâu là câu 31? Rồi, ok, câu 31 này là vậy nha. Vâng, cái từ appear nè, thì trong trường hợp này nó đồng nghĩa với từ seem, thì có nghĩa là có, vẻ như hoặc là dường như. Thì đây là theo cái ngữ pháp luôn nha. Sau từ look nè, seem nè, appear nè, thì chúng ta cần cộng một tính từ. Cho nên chỗ này tính từ thì đưa ed nè. Mình nói là những cái việc di dời thương mại thì đầu tiên có lẽ là nó sẽ có vẻ khá là phức tạp đó. Cho nên chỗ này mình chọn câu b ha. Appear nó bằng seem thì sau nó cần cộng tính từ. Rồi, câu đó là vậy nha em. Còn bạn nào còn thắc mắc gì nữa không? Không thì cô cho mình làm thêm một số những cái câu dạng phần 6 này nha. Cô thấy là phần 6 mình có một số cái mình hơi sai nhiều. Cô cho mình làm cái phần 6 này. Rồi, chúng ta cùng làm với nhau luôn ha. Đây là một cái bảng notice, là một cái bảng thông báo nè. Rồi, giờ các em nhìn cho cô nè. Câu 131, câu này thuộc về loại từ. Các em comment cho cô là 31 gì? Comment số luôn cho cô nha. 31 mình chọn đáp án gì? Rồi, tất cả cho cô đáp án. Cái này là về loại từ nha. Những cái câu loại từ là những cái câu mà cố gắng đừng có sai nha em, uổng lắm. Thà những câu từ vựng đi, cái từ vựng đó mình không biết thì mình sai không sao, nhưng mà những cái câu loại từ sai là rất là uổng. Rồi, tất cả comment hết nha. Rồi, để cô sửa một lượt luôn. Ok, cô thấy là mình chọn câu G. Vậy bây giờ mình cùng nhau xem nha. Ở đây mình có cái từ of. Of là một cái preposition, đúng không? Sau of thì mình cần một danh từ. Rồi, về danh từ đâu? Danh từ là câu D, đúng rồi, chính xác. Để tiếp tục cung cấp cái dịch vụ cao cho những cái tenant là những cái người thuê nhà, thì chúng tôi đã sắp xếp lịch bảo trì cho cái restroom là nhà vệ sinh ở sảnh trong tuần này, là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Rồi, câu 132 tiếp tục. Cái gì this time? Các em chọn cho cô nè. Tức là ở đây người ta đang xếp lịch để người ta maintenance, là bảo trì lại những cái nhà vệ sinh ở cái sảnh, đúng không? Và cái ngày bảo trì là ngày 3 và ngày 14. Ok, cô thấy mình chọn câu B chính xác. During this time, cái cụm này gặp hoài, là trong suốt thời gian này thì những cái nhà vệ sinh nó sẽ out of order. Out of order là gì? Comment cho cô nào. Đó, mấy cái cụm mà cô cho là test nào nó cũng có trơn. Chính xác. Hồi nãy chơi game có đó, đúng không? Out of order nha, có nghĩa là bị hư hỏng. Thì người ta nói trong suốt cái thời gian bảo trì thì những cái nhà vệ sinh này nó hỏng, tức là sao? Nó không dùng được nữa. Cho nên những cái người thuê nhà và những cái khách đó, thì phải sử dụng những cái cơ sở nhà vệ sinh ở trên cái north lobby, là trên cái sảnh mà phía bắc. Tại vì ở đây là cái sảnh phía nam đó, những cái nhà vệ sinh sảnh phía nam nó bị trùng tu rồi, sửa chữa rồi, cho nên là nếu mà muốn đi vệ sinh đó thì qua cái sảnh phía bắc đi. Rồi, tiếp theo câu 133 chọn gì đây? Rồi, tất cả chọn cho cô nha. Câu
133. Có bạn nào chưa chọn không thì cô sửa nha. Mình comment luôn đây rồi cô sửa. Thì ở đây mình thấy là inconvenience là sự bất tiện. Thì chúng tôi làm gì đó cho cái sự bất tiện mà có thể gây ra. Thì sao em gây ra cho người ta bất tiện thì mình phải xin lỗi, đúng không? Thì ở đây mình có cái từ apologize, có nghĩa là xin lỗi nè. We apologize for any inconvenience this may cause. Chúng tôi xin lỗi vì những sự bất tiện mà có thể gây ra. Rồi, giờ tới câu quan trọng, điền câu vào. Đã em hiểu hết nội dung của nó, bây giờ tìm cho cô ABCD đọc hết rồi mình xem câu nào nó phù hợp. Đó, nãy giờ các em hiểu nghĩa rồi đó. Câu 34 mình xem mình chọn cái gì. Ba giây nữa nha. Những bạn còn lại mình comment đáp án cho cô hết luôn. Đó, vì nội dung nãy giờ mình nói là gì? Những cái nhà vệ sinh ở cái khu vực mà phía nam nó bị sửa chữa rồi. Cho nên người ta yêu cầu là vì thế trong thời gian sửa chữa này thì mình sử dụng cái nhà vệ sinh khu vực phía bắc đi. Đúng chưa? Giờ cô dịch từng câu nha. Ai, nếu mà bạn muốn tham gia vào cái bộ phận quản lý nhà thì hãy gọi cho chúng tôi. Liên quan gì? Tự nhiên ta đang là khách thuê nhà mà muốn tham gia gọi cho chúng tôi mà không đưa số điện thoại thì thấy nó tào lao rồi đúng không? Đó, câu A cũng được. Câu B, cảm ơn vì cái sự kiên nhẫn trong khi cái sảnh này nó đang được sơn. Ủa, người ta đâu nó sơn đâu mà người ta đang nói là gì, sửa chữa mà. Đúng không? Thì nó bị hư mà chứ đâu đề cập sơn gì đâu. Câu C, đừng có cố gắng đi vào cái khu vực nhà vệ sinh ở phía bắc. Ở đây mới kêu người ta là về phía nam nó bị hư rồi, cho nên nếu mà đi north lobby, đi phía bắc đi, mà tự nhiên dưới đây kêu người ta đừng có đi phía bắc, rồi bây giờ biết đi đâu giờ. Cho nên câu C sai nha. Và câu D là gì? Những cái câu hỏi và những cái ý kiến ha thì có thể được chuyển đến là gửi đến cái management office, là văn phòng quản lý. Chính xác, tức là chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện có thể gây ra, nếu mà bạn có câu hỏi hoặc là góp ý gì đó thì có thể được có thể chuyển đến cái bộ phận của quản lý. Rồi, câu D đáp án chính xác. Tiếp theo nha. Ok, rồi câu này cũng là cái câu về loại từ này các em. Đó, nhìn cho cô xem nào. Nhớ không, giữa as at thì có thể là tính, có thể là trạng luôn. Để biết được tính hay trạng thì nhìn vào cái gì đó. Mình học cái bài so sánh rồi nhớ không? Câu 35, cô thấy là các em chọn câu A, chính xác. Câu 35 này mình thấy là trước đó là động từ tailor là may nè, cho nên chỗ này mình cần trạng từ, tại vì đây là động từ thường. Mình nói là gì? Gần đây, tôi gần đây vừa nhận được một cái lời mời một phút chót đến một cái bữa ăn tối trịnh trọng. Tôi đã mua một cái suit và tôi cần phải may nó sớm nhất có thể. Tức là mua vải rồi và đem lại người ta may sớm nhất có thể, tại vì vừa mới được mời gấp đó em. Rồi một người bạn đã đề xuất rằng tôi nên sử dụng là cái tiệm may tên là này. Ở downtown là trung tâm của thành phố Auckland. Khi tôi gặp Antonio là chủ của cái tiệm may này, đây cái tiệm may tên ông ta này, thì ông ta đã give me full attention, tức là toàn lực chú ý đến tôi. His shop was busy. Cái shop của nãy rất là bận. Thì giờ có 136, đố em chọn gì? Rồi 5 giây nữa nha. Các bạn còn lại cố gắng lên. Em thấy hai vế này nó như thế nào? Tức là anh ta rất là chú ý đến tôi. Cái cửa hàng anh ta cực kỳ bận luôn. Rồi câu 36 thì cô thấy là có rất nhiều bạn chọn câu B nha. Thì ở đây mình sẽ chọn là even though, là mặc dù.
đó thì hai vế này nó đối lập với nhau nè. Khi mà tôi gặp Antonio này thì anh ta rất là chú ý đến tôi, mặc dù là cửa hàng anh ta luôn bận rộn, tức là không phải là vì bận mà là bỏ bê khách hàng. À, mặc dù bận như thế nhưng mà anh ta rất là quan tâm chú ý đến khách hàng là tôi nè, cho nên ở đây mình chọn câu B, đúng không? He took the time, anh ta dành thời gian để listen là gì, nghe, lắng nghe tôi và cẩn thận ghi chú những cái measurement là những cái số đo của tôi. Anh ấy sau đó thì giải thích tất cả những cái chi phí may ha, rồi và đảm bảo rằng với tôi là anh ta có thể là may bộ suit của tôi sẵn sàng trong vòng 3 days, 3 ngày. Nhưng mà anh ta đã hoàn thành trong mấy ngày? 2 ngày thôi. Tức là tại vì anh này cần gấp đó, thì anh này, cái người chủ Antonio này rất là cẩn thận luôn nè. Giải thích là chi phí rồi sau đó là đảm bảo là 3 ngày sẽ nhận được nha. Nhưng mà thực tế là 2 ngày là xong rồi. Quá sức tuyệt vời đúng không? Rồi nhìn cho cô câu 137. Theo các em chọn câu gì? Đã đọc cho cô 4 đáp án rồi mình xem mình chọn gì. Rồi các bạn còn lại 3 giây nữa nha. Suy nghĩ đọc cho cô rồi mình chọn luôn nè. Cô thấy tất cả các em đều chọn câu B hết đúng không? Vậy giờ đang khen đúng không? Tức là anh này quá tuyệt vời luôn à. Nói là 3 ngày nhưng mà 2 ngày là may xong cho mình rồi. Cô ơi, tất nhiên là cái shop này là một trong những cái shop mà bận rộn nhất vào thứ bảy. Có liên quan gì tự nhiên đề cập tới thứ bảy gì không? Không được nha. Rồi, cái việc mà hoàn thành trong 2 ngày tự nhiên tất nhiên là đây là cái shop mà bận rộn nhất vào thứ bảy không liên quan. Câu B, the suit fit me, suit là cái bộ cơm lê á. Cái bộ cơm lê này fit là gì, nó vừa vặn với tôi một cách tuyệt vời. Tức là không những may nhanh mà còn may đẹp mà may vừa mình nữa thì đúng chưa? Khen luôn nè. Hoàn thành trong 2 ngày mà cái bộ suit này cực kỳ, nó perfectly luôn, là cực kỳ nó phù hợp với tôi, nên fit rồi vừa vặn với tôi một cách hoàn hảo. Rồi câu C, tôi mua một cái khác. Tự nhiên mua cái gì? Đây là nhờ may mà tự nhiên I make another purchase, rồi tôi mua một cái khác không liên quan. Và câu D là anh ta từng bán áo sơ mi, càng không liên quan đúng không? Cho nên chỗ này mình đọc ra mình nhìn ra được câu B này chính xác. Rồi câu 138 luôn em. Chọn gì? Listen, bây giờ nhớ bài cẩn thận nha. Best là so sánh gì? Em comment cho cô, các bạn chọn đi nè. Nếu mà best là so sánh gì em? Đúng không? Best là so sánh nhất. Mà đã so sánh nhất thì đặc trưng của nó là phải có chữ gì? Comment lại cho cô, nhắc bài lại nào. Đặc trưng của so sánh nhất là phải có chữ gì? Đó, chính xác. Nhớ bài. Rồi, thấy sai chưa? Chọn lại đi. Nó gài mình đó. Kiểu gì? Anh ta là thợ giỏi nhất đúng không? Nhìn vào thấy chữ best khoái quá chứ gì. Nhưng nhớ bài kỹ lại. Quay đầu nha. Rồi các bạn chọn lại cho cô nào. Đó, câu này đầu tiên là mình loại trước câu đi nè. Former có nghĩa là cũ, anh ta là thợ may cũ là sao? Temporary là tạm thời thì càng không nha. Thì ở đây chúng ta có từ super, có nghĩa là giỏi, giỏi, tuyệt vời. Đó, cho nên mình chọn câu C. Anh ta là một thợ may giỏi ha, và tôi rất là đề xuất anh ấy. Highly recommend, rất là đề xuất anh ấy. Rồi, đó là câu 38. Làm thêm bài nữa ha. Để cô phóng nhỏ nhỏ lại, mình mới thấy được cái câu hỏi. Ôi, bài này vừa vào là có câu. Có câu mình điền câu vào rồi nè mấy em. Rồi. Dịch thử nha. Đây là một cái bài gửi cho giám đốc Yoshida. Cảm ơn bạn vì đã thank you for your school interest. Cảm ơn vì những cái hứng thú của trường học của bạn ha, khi mà đến visit our farm next month, là đến cái nông trại của chúng tôi vào tháng tới. Đó, các bạn cứ dịch từ từ rồi mình chọn cho cô đi nè. Nhỏ nhỏ là cho các em xem ha.
Rồi. Thì rất là nhanh, rất tốt. Ok Dũng. Rồi các em dịch từ từ rồi mình làm cho cô xem nào. Please know that. Làm ơn lưu ý rằng trẻ em thì phải ít nhất là 6 tuổi mới có thể đến visit, là đến thăm ha, và đi vòng quanh cái farm, là cái nông trại này. Vậy câu 139 là gì? Chính cô thấy có rất là nhiều bạn chọn bi rồi ha. Rồi giờ mình dịch nha, tức là cảm ơn vì hứng thú của cái trường bạn đến thăm cái nông trại của chúng tôi vào tháng tới. Làm ơn lưu ý rằng là trẻ em mà phải ít nhất là 6 tuổi nha mới được đến cái nông trại này. Đây must là một cái gì đó nó rất là bắt buộc luôn. Những cái quy tắc quy định thì mới dùng cái từ must. Tức là trẻ em phải ít nhất 6 tuổi thì mới được cho vào nông trại. Thì câu A là gì? Trong cái trường hợp mà thời tiết tồi tệ, cô cũng to cho mình dễ nhìn nha. Trong điều kiện thời tiết tồi tệ thì những cái động vật sẽ ở trong, có liên quan không? Không. Câu B, there is no exception to this policy. Sẽ không có cái trường hợp ngoại lệ nào cho cái chính sách này đâu. Tức là người ta rất là quy định chặt chẽ luôn, trẻ em dưới 6 tuổi là không được vào. Luật là luật, không có bao giờ có trường hợp ngoại lệ hết trơn. Đó. Ha. Cho nên là ở đây mình thấy là nó phù hợp. Rồi từ câu C là gì? Những cái người trẻ tuổi thì có thể find much to enjoy, tìm được nhiều thứ để mà thưởng thức. Và câu D là cái fee, là cái phí này bao gồm ăn trưa và những cái đồ lưu niệm nhỏ. Thì khi mà đề cập đến cái phí, bạn thấy trước đó có nói gì về cái phí không? Không, nó đâu có giá tiền gì đâu, mà tự nhiên là cái phí này bao gồm việc ăn trưa thì càng sai. Cho nên chỗ này mình chọn câu B là nó phù hợp nhất. Đúng rồi, trẻ em dưới 6 tuổi thì không được vào, sẽ không có cái trường hợp ngoại lệ nào. Ha. Rồi tôi đã đính kèm một danh sách của những cái gì đó activity. Em nhìn cho cô này. Câu 140. Rồi, vậy cho nó thấy hết bài nha. Cô phóng to lên thì nó bị mất chữ. Tôi để đính kèm danh sách của những cái hoạt động như thế nào đó là cho những cái young visitor, là những cái người đến thăm trẻ tuổi. Thì ở đây là gì? Một cái trường, đúng không? Dắt học sinh đến một cái nông trại. Đó, thì nông trại này người ta mới viết thư, người ta gửi cho cái trường này. Rồi 3 giây nữa nha, mấy bạn còn lại cho cô đáp án hết luôn nè. Ok, các em chọn câu D. Rồi, câu D mình có cái từ educational, có nghĩa là thuộc về giáo dục. Vậy bây giờ mình nói như thế nào đây? Chúng tôi để đính kèm những danh sách, những cái hoạt động nó mang tính giáo dục cho những cái người đến thăm trẻ tuổi này, tức là những cái bé nhỏ nhỏ. Thì ở đây là trường tổ chức đến thăm mà, cho nên người ta sẽ kèm những hoạt động mang tính chất giáo dục. Cho nên ở đây mình sẽ chọn là câu D chính xác. Hoặc two of these gì đó. Hai trong số cái này thì phải được lên lịch trước. Vậy hai trong số những cái gì mà cần lên lịch trước? Tức là người ta nói là người ta kèm danh sách của những cái hoạt động mang tính chất giáo dục. Và hai trong số những cái hoạt động đó thì bây giờ mình xem có cái từ nào đó có thể thay thế cho từ hoạt động không? Cô thấy các em chọn câu A, đúng không? Thì câu A mình có cái từ event chính xác. Hai trong số những cái sự kiện, tức là cái hoạt động này thì phải lên lịch trước. Thì sự kiện đó, hoạt động đó có nghĩa là gì? Một cái lớp học làm cheese là phô mai. Và cái lớp mà là beekeeping là nuôi ong. Đó, thì cả hai hoạt động này rất là phổ biến đối với du khách. Tiếp tục, please let gì đó. Hãy để cho ai biết cái sự lựa chọn của bạn vào tuần tới. Ừ.
Ok, đúng rồi ha. Hãy để cho tôi biết cái sự lựa chọn của bạn ha, sớm nhất vào tuần tới ha. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn câu B chính xác. Rồi, ha, đó là một số những cái bài mà cô cho mình làm thêm trong cái phần 6 nè. Ở phần 6 thì mình thấy là trong cái phần này nó sẽ bao gồm những cái câu loại từ. Các em thấy không? Loại từ có nè. Rồi những cái câu về từ vựng thì chúng ta cần phải dịch. Và những cái câu điền câu này thì cô thấy là đa số mình hôm nay làm điền câu được nè. Trong những cái phần này mình điền câu ok nè. Cho nên để điền câu được thì sao? Phải dịch được nha. Cái này mình làm chung với nhau cả lớp làm thì cô thấy rất ok. Về nhà mình cũng tập dịch mình làm như thế nha. Rồi những cái câu cô sửa nãy giờ thì có bạn nào thắc mắc không? Trong cái phần bài tập làm thêm có ai thắc mắc gì không? Ok rồi, đúng không? Rồi bây giờ cô dặn nha. À, về nhà sẽ xem cho cô từ vựng. Nhớ nha, ngày nào cũng vậy, trên lớp mình đang trên đà làm tốt nè. Từ vựng cố gắng lên. Đó, mình gần tới đích rồi em, mình cứ đặt ra mục tiêu cho mình nha, phải giữ lửa từ vựng mình học cho cô đi. Thì buổi hôm sau mình sẽ làm phần 7. Phần 7 thì nó sẽ vất vả hơn phần 5, phần 6 đó. Cho nên là mình tranh thủ thời gian mình làm liền nha, đừng có để mà gần đến rồi mình làm không kịp. Nha, hôm nay nhiều bạn rất là bị deadline dí luôn á, cho nên buổi hôm sau cố gắng nha. Rồi, nếu mà mình không có thắc mắc gì thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Buổi hôm sau gặp lại các em nha. Goodbye everyone. Bye. Bye teacher, goodbye everyone.